Thưa quý vị, sau khi mà Noni tạm gọi như là bụng đã được nạp năng lượng rồi thì bây giờ chúng tôi sẽ mời các bạn sẽ đi xem phim. Thế thì hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị một cái không gian vô cùng lãng mạn, có cả bong bóng. Thật ra rạp chiếu phim ít khi nào họ trang trí vậy lắm. Vâng. Rạp chiếu phim của khách sạn 5 sao. Vâng. Có cả bắp và có cả hoa để cho bạn tặng cho người ấy đó. Thật sự thì ối sao đổi làm gì? Hôm nay em cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Em cũng chia sẻ thẳng thật luôn là hai đứa yêu nhau 8 năm mấy nhưng mà em tặng hoa được cho vợ em 2 lần. Nhưng mà hôm nay cảm ơn chương trình rất là nhiều và ôi, lại cảm xúc rồi, mình cảm nhận thấy em thôi. Em đứng dậy nhá. Được. Có thể là anh không tặng hoa nhiều lần nhưng lần nào anh tặng nó sẽ là một lần đặc biệt và thật sự là sẽ nhớ. Anh tặng em bó hoa nhá. Bạn xúc động mà cũng dễ thương nữa. Cảm ơn các bạn. Dạ, mặc dù là chồng em ít tặng hoa cho em nhưng mà cái tình cảm chồng em dành cho em thì lúc nào nó cũng đông đầy hết á. Hoa chỉ là một phần thôi, chẳng quan trọng nhất vẫn là yêu thương em nhiều là được. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi bây giờ mình ngồi xuống xem phim nha, ăn bắp luôn nha. Rồi, rồi bây giờ sẽ là một cái bộ phim mà tôi nghĩ là cả hai bạn sẽ rất là thích. Mày coi phim thật luôn anh. Ủa dạ, vậy hả? Mời bạn cùng theo dõi nha. Dạ. Sau đây em xin được giới thiệu về em. Bố em tên là Mạc Văn Khải thì để em ra quyết định đặt cho em cái tên là Mạc Văn Khoa. Thằng mày làm cái gì vậy? Đang hưởng thụ là mất hứng. Lấy được xe của con phải trải qua nhiều giai đoạn lắm. Tắm mà không chịu gài cửa. Mày kêu tao đi lấy xe mà mày không đưa chìa khóa, bố tao lấy được à? À ha. Thí chủ nên ra tiệm nhuộm tóc, còn kịp ăn Tết đấy. Mọi người sao rồi? Đang ở đâu đây? Mình lấy 5 tỷ này, mình giả làm một cái event thật hoành tráng để lừa bà ta 50 tỷ. Mọi người có theo không ạ? Phim này đóng xuất sắc. Trời ơi, má ơi, coi mà khóc chạy mất tôi. Đóng hài mà, đóng hài mà, đừng có khóc. Đầu tư hài hước và chỉn chu, bất ngờ, thú vị. Cái gần không đoán trước được và rất là mong chờ. Em thật sự thích anh Mạc Văn Khoa nha. Em là một fan của anh ấy từ rất lâu rồi và đến bộ phim này thì thật sự đấy là một sự lột xác cả về diễn xuất lẫn về hình thể của anh Khoa. Chào các con. Hôm nay là thông qua chương trình, bố có mấy lời nhắn nhủ với các con. Bố biết là con là có đam mê nghệ thuật từ hồi còn nhỏ. Là hiện là đến nay là con được sự thành công như thế này cũng là do sự cố gắng và cố gắng của con. Và cũng là bố biết là con 2 năm nay là bố đau ốm liên tục. Bố biết là các con cũng lo lắng cho bố mẹ rất nhiều. Và bố thì điều trị vừa rồi là cũng ổn định rồi. Thì bố cố gắng giữ gìn sức khỏe là để cho các con yên tâm phát triển sự nghiệp. Thì cũng là bố biết là tới đây là con ra mắt bộ phim đầu tay thì bố cũng là biết là cái bộ phim này là con đầu tư và cũng là bao nhiêu tâm huyết vào bộ phim này. Thì cũng là phim bộ phim của con là được khán giả đón nhận. Thì mẹ đây cũng chỉ chúc vợ chồng con ngày một phấn đấu, động viên nhau, an ủi nhau dù khó khăn hay là những cái bước khó khăn cho đến tốt cũng phải vợ chồng đồng hành nhau là bố mẹ phấn khởi nhất. Cái đấy là cái điều mong ước của bố mẹ. Khi em không ngờ chương trình lại có một cái, lúc nào em cứ nghĩ là những cái bộ phim của em thôi, nhưng mà khi nhìn thấy bố mẹ em đấy thì thật sự em không thể nào mà em kìm được nữa.
Nếu mà tới ngày hôm nay thì bố là người làm em, để cho em khóc nhiều nhất. Em khóc không phải vì sức khỏe của bố, đôi khi ai cũng sẽ khóc thôi vì bố yếu, bố bệnh nó tới, nhưng em chỉ khóc một cái là bao nhiêu năm vất vả, bao nhiêu năm làm lụng lua cho con, tới khi thằng con nó vừa mới thành công một xíu, được an nhàn thì bệnh nó tới. Cái đấy là em bao nhiêu đêm em nằm, mỗi khi bố bệnh viện em nằm là em nghĩ về cái đêm khóc nhiều nhất. Còn sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng sẽ phải già phải bệnh, nhưng mà thà cho em một vài năm nữa bố hay bệnh, bây giờ em muốn đưa bố được đi nhiều nơi, muốn bố ăn được nhiều thứ nhiều nơi, nhưng mà bây giờ bố bệnh không thể nào đi và cũng không thể nào ăn được những cái mà ngày xưa không ăn được. Cái đấy là em với vợ em là buồn nhất. Nhưng mà như em nói ấy, thì về cả mẹ em hay bố em vậy thôi, dù bố có bệnh hay là mẹ chăm bố rất cực, nhưng lúc nào mẹ bố cũng dành những lời động viên cho em, cho vợ chồng em đấy. Mẹ nói chỉ mong hai đứa hạnh phúc. Ngày xưa mẹ có thể chưa hiểu và chưa tan đầu, nhưng tới ngày hôm nay mẹ hiểu được hai đứa và thương hai đứa rất là nhiều, thì chỉ mong rằng là hạnh phúc để bố mẹ yên tâm về mình. Nếu mà để cảm ơn bố mẹ thì cũng không biết nói làm sao cho hết được. Thì bố mẹ chỉ lo lắng, chỉ cần giữ sức khỏe thôi, còn tụi con sẽ cố gắng yêu thương nhau và sẽ cố gắng nuôi con dạy thật là tốt, con cái thật là tốt. Và chỉ mong bố mẹ sống lâu để tụi con được làm con của bố mẹ, được phụng dưỡng, được hiếu thảo bố mẹ. Cảm ơn. Thế còn với Vi, Vi có muốn chia sẻ điều gì không Vi? Em thương chồng em và em thương bố mẹ chồng nhiều lắm. Tại vì ba mẹ em là cũng ly dị từ sớm, từ lúc em còn nhỏ, cho nên là em thấy gia đình hạnh phúc, gia đình của Khoa hạnh phúc, em rất là thích, rất là cảm thấy mình hạnh phúc lay. Mình về đó mà bố mẹ coi mình như là con ruột vậy. Em chỉ mong là bố khỏe để tụi em được dắt bố, đưa bố đi khắp nơi, để cũng như là nguyện vọng của tụi em vậy đó, cho bố vui. Vâng. Tôi tin là các bạn sẽ làm được điều đó, bởi vì trên tất cả thì sức khỏe của ông cũng đang dần hồi phục. Và đó cũng chính là một thông điệp vô cùng ý nghĩa rằng hãy làm những điều tuyệt vời nhất khi mà ba mẹ mình còn sức khỏe. Đấy, bạn làm cho mọi người cười nhiều quá thì phải có lúc chúng tôi làm cho bạn rơi nước mắt chứ, đúng không ạ? Anh rất đồng cảm và cho anh gửi lời chúc sức khỏe bố nha. Bố luôn luôn mạnh khỏe nha. Cứ bảo này phá cái không khí là, nhưng mà thôi vui 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 nha. Lúc nãy là tặng gạch rồi nhá. Bây giờ cái này còn hay hơn gạch. Cái này là một món quà của khách sạn 5 sao. Trân trọng tặng gia đình Mạc Văn Khoa nhá. Đây. Mở ra rồi. Cảm ơn chương trình. Thử luôn. Quà thật nha, quà xịn nha. Một cái áo đôi ạ. Không, phải kiểm tra hết, kiểm tra kỹ vào, kiểm tra kỹ vào. Nào, cái này thì ướm vào xem hợp với ai. Cái gì đây? Đây là size này, chắc size chồng. Cái này chắc XS là chồng rồi. XS dạ, của em dạ. Rồi, của Khoa, rồi tiếp. À thế à, XS là vợ. XS vợ, cái này về Khoa này. Cái này của Khoa nè. S của Khoa nè. L, cái L của Khoa. XS là của em, size nhỏ nhất của. Ôi dồi ôi. Yêu chưa? Đây, cái này của em bé. Của em đậu. Rồi, vậy là mốt gia đình đi du lịch là mặc có bộ đồ. Du lịch là một, và khi mà chương trình khách sạn 5 sao phát lên thì cả nhà mình mặc cái bộ này và mình xem cái chương trình đấy. Thú ơi, đỉnh của chóp. Đúng à, sếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin mời các bạn, chúng ta cùng bước ra để gửi lời chào với mọi người nha.